Theo Hải quan, xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2021 đạt 3,9 tỷ đô la, tăng 4% so với năm 2020, trong đó điểm sáng là giữ được sự tăng trưởng khá tốt ở thị trường Mỹ trong suốt cả năm và xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục trong năm 2022. Năm 2021, thị phần tôm Việt Nam trên thị trường Mỹ tăng lên 13%, năm 2020 là 11%. Doanh số bán lẻ tại Mỹ duy trì tăng, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài đến quý 1 năm 2022. Cùng với đó, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU cũng ghi nhận tín hiệu tích cực trong năm 2021 khi đạt hơn 613 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với năm 2020. Sau một năm hiệp định EVFTA có hiệu lực, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU ghi nhận tăng trưởng khá. Ngược lại hai thị trường trên, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc năm 2021 giảm 22% khi đạt hơn 412 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân do nước này áp dụng chính sách Zero Covid và kiểm tra khắt khe tại cảng để phòng dịch.